Tầm 500k có đủ làm một chuyến food tour 3 ngày 3 đêm ở Huế không? Vậy thì để mình mách cho bạn những món ăn ngon nhất định phải thử khi đến Huế nha. Đầu tiên không thể thiếu tô bún bò chuẩn Huế ngập chả cua chỉ 35 cành, ấm bụng cho một buổi sáng rồi hẹ. Xong đã thêm ly cà phê muối mang thương hiệu xứ Huế, nhất định phải thử rồi nha. Buổi trưa có thể chọn cơm mì bún hến tùy thích chỉ với 15k, kèm thêm một bát súp hến ấm nóng. Buổi tối là phải ghé xôi ông Xỉa order ngay một dĩa xôi gà bóc độc lạ miền Trung nha. Sáng ngày thứ hai cũng là bún, nhưng mà là bún chả cá chỉ có 25k một tô thôi. Ăn sáng xong cũng không quên ăn vặt với bánh mì phô mai nhỏ nhắn như đồng tiền, ăn cũng vui mồm lắm. Chiếc bánh ít mềm mịn cùng với lớp bánh ram giòn rụt rắc thêm một ít tôm cháy nữa thì đúng là một sự kết hợp hoàn hảo cho bữa trưa. Ăn trưa xong thì mỗi người phải đánh thêm một cái bánh mì trứng muối này cho tôi. Ăn xong nghiền về Sài Gòn không có ai bán đâu à nha. Biết là bánh lọc mẹ cay nhỏ mà ăn cuốn dữ lắm thì cũng phải giữ bụng để tối nay còn thưởng thức hết mâm chè 14 chén này nữa nha. Lỡ có mà no quá cũng nhất định phải thử chè bột lọc heo quay, đặc sản duy nhất ở Huế có vị mặn ngọt thôi đó. Bữa sáng ngày cuối thì đánh nhẹ dĩa bánh ướt cuốn thịt nướng rau thơm chấm với chén nước lèo đặc sắc này nghe. Rồi mình ra chợ Đông Ba vừa ngắm phố xá vừa thưởng thức ly cà phê kem trứng cháy chấm miếng bánh và lớp kem trứng sánh mịn, cắn một cái mà thấy thơm ngon béo ngậy gì đâu luôn á. Chưa về thì order vài cây nem lụi có 8 cành một cây, thui rẻ quá chừng luôn á. Mà công nhận các loại nước chấm ở Huế nó cứ phải gọi là ngon thần sầu luôn, không cái nào giống cái nào nha. Cái lẩu cá chình âm ăn này thì tầm 3-4 người ăn là no nê, nước lẩu chua cay đậm đà, nói chung là 10 điểm. Ăn quá trời ăn luôn mà vẫn chưa hết được 500k. Đồ ăn ở Huế đúng là vừa ngon vừa rẻ mà. Chi tiết hơn về các địa điểm này thì nhớ follow mình để đón xem những clip sau trong series Ăn chơi tẹt ga ở Huế nha.